Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về người cầm tinh con trâu, tức là Sửu. Sửu là một trong tứ khố, tức là một loại thương khố đại diện cho đất đai nhà cửa. Bản tính của Sửu khá hiền lành nhưng đôi khi cọc cằn, cũng đại diện cho bao dung và hiếu thuận. Xét theo thần sát, tức xét theo những vì sao chiếu, đầu tiên ta phải xét đến sao hoa cái, tức năm Sửu. Trong lá số có thêm một chữ Sửu ở tháng, ngày, giờ sinh là có mật mã hoa cái. Mật mã hoa cái đại diện cho tài hoa, thông minh, sáng dạ, phù hợp làm ngành nghề mỹ thuật và nghệ thuật. Nữ có mật mã hoa cái cá tính rất là mạnh, đôi khi nam giới khó sáp lại gần được. Tiếp theo là mật mã dịch mã. Dịch mã có nghĩa là biến động. Trong lá số ngày, tháng, năm, giờ có thêm chữ hợi. Dịch mã tại hợi, người có mật mã dịch mã rất là dễ biến động. Ví dụ như năm hợi cũng tính là dịch mã. Thì đối với sao dịch mã, dễ đi xa, dễ làm công việc xa, xa quê hương, thay đổi công việc và nhà ở cũng là hành dịch mã. Tiếp theo là sao hàm trì. Hàm trì nói về đào hoa, tình dục, nhân duyên. Người có sao hàm trì, tức người có chữ ngọ trong tháng, ngày, giờ là có sao hàm trì. Chủ về dễ gặp gỡ nhiều người, được nhiều người khác chú ý, thì sao hàm trì rất là phù hợp trong ngành nghề dịch vụ. Nói về tính cách người tuổi Sửu, trâu là một trong tứ khố. Tứ khố đại diện cho đất đai nhà cửa, có tính ban phát và bao dung cao, thường có tính nhẫn nại, vượt qua mọi gian khổ, lẫn cần cù, nên họ thường đạt được những mục tiêu trong cuộc đời do họ đề ra. Tuổi Sửu thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Nhưng lầm lì là một đặc sản của Sửu. Ngoài ra, họ giàu nghị lực và kiên cường, nên những thành tựu họ đạt được đều dựa vào sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Tuổi Sửu họ có lập trường riêng của mình, khó bị lay động bởi người khác. Khi họ đặt ra mục tiêu, họ sẽ theo đuổi tới cùng. Đôi lúc phải đối mặt với khó khăn và đầy áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải con giáp nào cũng có được. Nhưng khuyết điểm của họ là sự quyết đoán, nên đôi khi để vụt cơ hội. Vì thế, họ luôn phải nỗ lực chăm chỉ và cố gắng mới đạt được thành công. Tình duyên tuổi Sửu, nam giới tuổi Sửu thường có khả năng tỏ tình với người khác khá giỏi. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Sửu. Họ thuộc đối tượng được nhiều người theo đuổi. Trong tình duyên, kể cả nam và nữ, họ khá là dè dặt, đắn đo nên thường kết hôn khá là muộn. Đa phần phụ nữ cầm tinh con trâu có khả năng trời phú, rất biết cách chăm sóc chồng con. Họ luôn hết mình vì gia đình. Họ luôn biết nhường nhịn và chi tiêu cho gia đình của mình, không bao giờ để những người thân trong gia đình của mình cảm thấy thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Sửu đôi lúc rất là gia trưởng cố chấp, luôn muốn mọi người theo ý của mình, theo luật lệ của mình đã đề ra. Hầu hết những cô gái tuổi Sửu khi yêu đương họ rất là ít trăng hoa, thường họ rất là chung thủy. Họ thường có cá tính lạnh nhạt, không thích vồ vập, ồn ào trong tình yêu. Trái lại, họ rất nhẫn nại và chịu đựng cao. Các cô gái tuổi Sửu thường toàn tâm toàn ý với đối tượng của mình, không dòm ngó lung tung. Bởi thế, trong số đông tình yêu, đa phần đối với họ đều ổn định. Tuổi Sửu kết hôn với tuổi Tỵ Dậu Tý Thân thường là một mối nhân duyên tốt đẹp. Người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh. Nếu chỉ dựa theo mệnh năm sinh thì rất là còn nhiều hạn chế,
Ngoài năm sinh, ta còn phải xét đến tháng sinh, tức mùa sinh, ngày sinh và cả giờ sinh. Tám ô này ta gọi là sinh thần bát tự. Xét cả tám ô này mới có thể xét được sát lá số. Mời các bạn tham khảo thêm tại website phongthuykhaitoan.com hoặc phongthuycaivận.org. Cảm ơn các bạn đã xem.